Mandia, mandia. Ya, turu bay. Ya. Mandi, mandi. Mandi. Đúng ngay, đúng ngay. Ấy dạ. Ok, hello chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Đông Âu Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Hôm nay mình lại tiếp tục có mặt tại nông trại của hai bạn phía trong này các bạn. Cũng như hôm nay các bạn, hôm nay là vẫn em dùng này bị ốm các bạn, bị ốm, bị sốt rét. Thì hôm qua anh em mình không có video, cũng đã anh em mình cũng đã ở nhà các bạn, cũng đã đem em đi xét nghiệm, nhưng mà cũng đã lấy thuốc, cắt thuốc kém rồi, lấy thuốc kém rồi các bạn. Cũng nhưng mà lần này các bạn, lần này nó nhẹ hơn nên là điều trị ở nhà, cho nên hôm nay là đồng hành với cùng với mình chỉ có Gabin cùng đi nhu với là mà té các bạn, có đem dùng là đáng bị ổn. Phải dễ. Hả, tôi đủ ra phải dễ mai. Dạ, tôi đủ phải ra chào các bạn nhé. Dạ. Anh ghi cái giá cây ưu. Dạ. Linh bà bay đi. Anh ghi. Mẹ tế bay. Dạ. Dạ. Hồi dự tên quan tu an tu. Hồi dự tâm mùa ồn xe. Ồn gì? Sì. Phá tàu. Phá tàu. Dạ. Ô tôi đủ tập ba cùng. Ấy, sao xa cáp ý? Tạ bay. Sì. Dạ. Hả? Tôi đủ tập ba đi, yêu bài vì gì ta? Hả? Tạ bay. Ok, ok. Ngã mấy mấy ngày bạn, mấy ngày mà bữa nay đã tố. Tố tự ngươi. Mà tèo ơi, mấy tôi cứ đàn đây này. Vì gì nhủ? Áo ra mấy tôi cứ đàn đây. Tay ngươi, việc xin gù đi à, ní. Ê, ai có đang mất tù gà ra này này. Đây, mấy con ngan đen này nó đen to hơn các bạn. Đây, còn những con ngan trắng như con vịt ấy nó bẻ hơn này. Hả, gà ra này ní. Mất tù ra bì đù. Mất tù ra bì đù. Tao bì. Anh mất tù bì kè đù đi. Anh bì kè đù. Tao bì. Dạ. Để ra vai giám xí á. Dạ. Hỏi thăm mọi người các bạn, lâu ngày nãy ngày mình mấy ngày hôm nay mới ghé vào đấy, nhưng hôm nay là đi thăm quan trang trại nó cỏ đấy, bị gùng hết rồi, bị đáo vô cũng là thu gom anh em để trong nhà đây cũng hết đấy. Bon dia. Dạ tôi đâu vậy? Dạ anh đi bà bên đi, anh xe cả đi bà ghi xe cả đi. Đi đây tôi cũng gọi kể cái sim bà gì ta bình hả, ô tôi đùa cái lim bà bình hả, để bôi mẹ a quà bô cụ gia mê tê kể rồi con đu tủ hả. Đoạn này hiện tại là đang mùa mưa các bạn, đang mùa mưa, vậy lại là nước nó bị trụng nhiêu đấy, nên là anh em mình không trông được gì hết đấy. Chơi cho mọi người đang đào để là làm cỏ bạn, khi nào đến mùa khô nên mà trông trò được thế một gì thì trông. Dạ ta bình, tôi đùa tôi là ba đấy cả cây hồi chữ eo ra lên ba kể. Eu já comprei a carne. Aqui já tem o quê? Bibino. Hã? Depois eu conheço com bibino. Dá tudo como é com arroz. Né? Hã? Tudo tá bem? Eu vou agitar. Depois eu conheço, né? Já. Mas eu vou agitar. Cũng mấy ngày các bạn. Mấy ngày là lo ở bên bà bên kia. Này. Hôm nay mới vào được đấy thì cùng... Này, đi hỏi thăm sức khỏe mọi người cái rồi cùng là... đi tham quan vòng các bạn, tham quan vòng xem mọi người làm việc như thế nào. Mẹ ngán nhanh chó thật, mới tụ ra bị đủ. Ừ. Tao bình mặt đen đây các bạn, mới để được tiểu ra đi bới với mẹ đây, đi ăn này cũng là ba con ngán hay như con trặng kia là con vịt đấy. Ok, ba tù Việt Nam mình ta. Ok, ừ. Ok, bữa đang ngồi Việt Nam mình. Tính qua tôi đủ đi. Còn lại thêm được một ổ 4 con nữa các bạn. Vậy là hiện tại giờ đang còn 2 ổ đang ấp. Này cái ổ kia thì anh em mình nghĩ ra, cái ổ mà cái con anh em mình vừa quay đấy các bạn, vừa quay to đấy, chắc chắn là thành công đấy. Ổ đấy là thấy anh em mình thấy to đấy. Tao buồn đấy, anh cái tên A quá. Anh thì vai cô mẹ. Mình tụi ra bị đủ. Tao buồn đi mà tiêu. Mình tụi buồn đi tụi. Này mọi người chế đều ra các bạn. Này, anh em mình không phải ngày nào cũng thường xuyên vào đây được đấy. Mọi người cũng đã nói mọi người thì mọi người cũng đã từ giãn các bạn. Người thì làm việc này, người thì làm việc khác đấy. Mọi người chia đều ra các bạn. Người thì làm cỏ đâu kế.
Một số người thì làm cỏ lối đường này cũng như là lối đường khoái các bạn. Nên chỗ nào có cỏ hiện tại giờ là chỗ nào có cỏ là mọi người là cứ đi làm thôi. Còn hiện tại giờ đang trong chờ đợi là thu hoạch cả các bạn. Này, ta bầu này mà theo. Này các bạn. Đường lối vô là mọi người là tự dạ các bạn, làm cỏ sạch bóng luôn. Này, nó sạch sẽ luôn. Này, tụi bình. Tụi lìm bù. Dạ, tụi bây. Ta bây ní. Tụi bây. Dạ. Hả? Nên mà tụi cà phê ní. Ta bây. Này, mọi người là một số người làm đây các bạn, một số người làm như kia, là cái chế đều đã làm như vậy đấy. Ta bây. Hô dự yêu gia con mà đa kì. Cắt lìa đề cabretto, hả? À cái tên pibinu, hả? Aura ra giáp, giáp bron tu. Đi bôi. Tu đủ tạo là ba bệnh. Đi bôi cô nhìn ra đa tu đủ cô mẹ, hả? À cái gia tên bê xì ní? Tên ní? Dạ. Ta bây. Hả? Tu đủ tạo là ba, đi bôi cô nhìn ra, hả? Ta bây. Hôm nay là nấu. Mọi người ăn cơm với cả bản thân mình thì nấu thế, nhưng mọi người là món cánh bị đáo. Đấy. Ok nha các bạn, sau một lúc thì mọi người cũng đã làm việc. Thì bây giờ là đến giờ nghỉ trưa của mọi người. Thì anh em mình cùng với mọi người là sẽ nấu cho mọi người bữa trưa các bạn. Agi ní, anh em mình cũng mua gà các bạn. Agi, Aura ní. Arot. Ô tu vai coi nhà nhà Arot. Hả? Công vai đen tu ca giá tira bê xì. Hả? Coi nhà Arot cũng bê xì. Hả? Ê coi nhà kì, cát lì. Ta bây. Đấy các bạn. Anh em mình cũng có mua thịt dế các bạn. Có mua thịt dế cũng là hồi sáng anh em mình đã làm sạch, có rửa sạch ở nhà các bạn đây. Mua thịt na không các bạn đây. À cái cắt lì. Ok. Cắt lì cabretto. Hả? À cái ta bình đi. Này, anh mình mua là mấy cân thịt ạ, mấy cân thịt thịt dê. Này là cũng như là lần nữa là sẽ nấu với canh bí đao. Bí đao cho mọi người thức. Ao ra bê tiết. Ô tu coi nhà đi. Si. Bê bê tê kì. Phô củ coi nhà a rô công kì. Bessi, okay. Eu vai tirar pibino, hã? Okay. Coinha pibino, hã? Outro vamos com eu, hã? Đây là đi đẩy bị các bạn, bị đau. Ai lấy cái cây u? Hả? Mét đây đang đu, à mét đây đang chim à? Súng bị cái nụ ăn đi, mét đây đang đu cái gì? Ừ, tiếc là tiếc à. Mà không bị đợt mọi người gạt lên đây các bạn, mọi người gạt lên đây. Tay cũng bị cái nụ ăn đi. Tay đen chủ. Tay đu cái gì? Aqui chega, né? Sim, vai chegar. Hã? Quando é duro, né? Aqui vai chegar, né? Sim. Aqui vai mais? Sim. Hã? Tá bom? Não busca mais? Sim. Não tira mais ele? Hã? Aqui dois, tá bom? Né? Sim. Lê, bốn quả được các bạn. Na, giờ là sẽ mọi người đã nói là nấu bốn quả được. Đấy, là nếu mà thiếu thì anh mình sẽ vào trong nhà các bạn. Tại vì trong trường anh mình cũng có cắt trong nhà. Cắt trong nhà một ít. Hã? Vậy thì ra ông người sẽ ông bị kẹt nụ. Hã? Ông Miken vào lấy thêm quả thì quả nhỏ trong nhà này các bạn. Mateo coi nhà rồi đấy Mateo. Nó mới tới mình tụi quả Mateo. Hả? Giờ tên ba xìa. Ba xìa, ba xìa. Đây, cỏ giờ sạch bóng luôn các bạn. Đây, mọi người làm cỏ sạch từng luôn. Đây, xung quanh trang trại là làm sạch hết cỏ các bạn. Đây, cỏ giờ là sạch. Ta bình ý, muốn tù lìm bù. Cỏ sạch bóng đó các bạn. Thôi, muốn tù cái đàn đến. Quả bị đáo, quả bị đáo các bạn này. Từ trước đến giờ anh em mình trong được quả bị đáo như thế này các bạn. Từ trước đến giờ luôn đấy. Đi vào một, chê cả. Đây một số người là bắt đầu đi chui nôi rồi. Rửa nôi, nấu cơm. À, ra bị đủ đi. Ừ. Ê, coi nhà mới tụi ra bị đủ. Bọn anh nấu tỷ để chín. Ta bơi nhỉ. Bình ti nhủ. We'll be right back.
ok các bạn. Sau một lúc thì mình cũng đã cắt bị cũng như là ướp thịt này, anh mình đã ướp thịt được rồi, cũng như là cắt bị xong. Thì đây là hạt đây. Anh cái tủ đùm mấy tay công xô lên đi. Mấy xô lên. Anh cái xi men thì. Hả? Anh cái xi men thì. Này hạt da nó các bạn này. Này. Anh xi men thì mấy tay công xô lên để bôi mấy tay nhá. Ta bây. Mà đi ăn bữa tụi mà đéo. Hả? Không ta bố cô. Giờ buổi trưa này ăn cơm thịt. Ăn cơm canh. Thì mọi người là không thích được nhiều các bạn. Anh mình sẽ nấu thịt sệt cho mọi người. Mà đi đi nhiều ơi. Ai vừa đã bút khả can này. Này mình sẽ nấu được vừa vừa tôi đủ nâu nâu kè đủ con em muốn tụ a quá ní muốn tụ kì muốn tụ mô liu ní hả con em bô đồ cụ mô liu ní ta bây em coi nhà bô đồ cụ mô liu hả bây giờ đi nhiều bây muốn khai sao là anh em muốn mua rất nhiều thịt luôn các bạn này 12 người mà hôm nay bạn một người còn 11 người còn. Anh em muốn mua rất nhiều thịt luôn này thịt ở đây thịt dế các bạn anh em mua thịt dế đây đây mất tụi cuối à? Cái gì cáp bên đây tụ, này anh muốn thịt dễ ngoài chờ các bạn. Ui à, thơm như nè, xin chào mấy. Một rổ bị nữa các bạn. Ai vậy? À rốt mà theo bờ rôn tụ. Eo ra bờ rôn tụ, hả? Tụi đủ ra tira ba bờ kì. Bratu hey, mete tira lima lava, công lava mau ha, cô mẹ hey. Đây mọi người đã chuẩn bị tinh thần các bạn rửa đòi rửa bát như là chuẩn bị ăn cơm. Bữa trưa nay ăn cơm các bạn, bữa trưa nay ăn cơm chứ không không ăn bột ngô này lâu ngày đổi vị bữa. Thơm thế nhỉ? Agi hey, cắt đi ya, ya bratu bogu ha, tao tá bogu, mete kì, pibinu ha, anh. Ăn theo. Bí nhu, toma. Mấy tao bí nhu á. Đây nè, nó nói mọi người các bạn, nó nói mọi người là thịt gan chỉ các bạn, thịt gan chỉ nó sẽ cho bị đảo vào, hả? Ta bấy. Minh tù ní. Dạ. Yêu dâm mấy cô nhà kìa. Bô cà đù kìa. Bô cà đù kìa mô liu á. Ta bấy. Nhiều quá. Ok các bạn, sau một lúc thì anh em mình cũng đã nấu gan chín này, gan chín rồi cánh bị đảo rồi. Đấy. Còn bên kia thì Mateo đang cùng với mọi người là bỏ cơm đã các bạn. Giáp vào đồn tù đi. Mateo đang nấu cơm như bây giờ đang em bỏ cơm đã. Bởi một Mateo ạ. Bố có đủ sổ. Công nghe công kì. Công căn thì công pipi nụ. Công kì mô liu. Mình tù cuối à. Mateo bởi gì các bạn. Bởi để ăn về là cánh. Ăn về cánh. Hôm nay anh em mình không mang chén này, quên mang chén này các bạn, quên mang chén thì mọi người ăn trong đi đấy. Tôi bảo Mateo là bởi ít một thôi là để chán cánh mà. Anh mình là nấu cánh thì mọi người chán cánh cũng như là ăn với bí đáo, thường thức với bí đáo với là thịt chế các bạn. Hả? Bơ cái đủ sô hả? Ta bây. Tu đủ kì. Tu đủ tí như là gara này mới tê kì. Để bơ tí ra kì. Pi bi nù hả? Ê, ai chú đã. Gan chín các bạn, sôi sùng sục luôn á. Ơi sôi đây, u trời ơi. Xin đáp ấy. Sùng sục luôn các bạn. Đây mọi người này, mình nấu sập sập đây thôi, không nấu nhiều được đâu. Nhưng mọi người cũng không thích ăn được lắm đấy các bạn. Nấu sập sập đây cho nó đầm đà một tí, cho nó ngọt là ok đây. À, tập đây. Giáp vào đồn tù. Anh ấy, ai dù đà. Lấy cái lá đây mà nhắc luôn. Ui à, mất tèo giá. Ui ơi, nóng này. Muốn tụ kèn gì này.
anh đen, anh đen đi. Đây 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 cùi đi. Đây, ở đây là mục ra chẹn này bạn, mục ra chẹn này là ăn thôi. Anh em mình sẽ là ăn trưa. Đây, anh em mình sẽ nấu thịt trên nước như thế này các bạn. Không nấu nhiều nước đâu. Cái bí đáo này cũng là lần đầu tiên đấy bạn, lần đầu tiên là mọi người thưởng thức đấy. Đây thịt này, cái can này này. Hả? Minh tủ can này. Đây các bạn, u trời ơi. Đây. Trưa làm mệt mà ăn cơm. Cánh bí đáo này nữa thì tuyệt vời luôn. Này, anh em mua thịt nhiều lắm. Từng này người ăn được hết nồi cánh này cũng gọi là khỏe lắm đấy các bạn. À ghi hả mẹ tê mua tủ kem tí nó quy ra đủ giá bà thế không tê ra ta bà sao bà ta bà kem tí có mẹ quy à đầy cơm lại cho nọng là ăn cho ngon các bạn. Anh em mình khi nào nấu nhiều lắm, nấu nhiều lắm, sao biết mọi người ăn khỏe đấy bạn, biết mọi người ăn khỏe là khi nào nấu nhiều lắm. À ghi tao bé đi ra tia ra kì. Đây. Đây, cũng chơi cái món bí đáo này cũng chơi lâu lắm đấy bạn, cũng là hôm nay bao tiền thể bao nó nấu múa bao nấu cho mọi người ăn luôn, tại vì nó cũng da nó chín đấy bạn. Đây. Cả thịt cả sướng cả thịt gà thịt dế đấy bạn, cả sướng cả thịt dế đấy. Thịt chè anh em mình làm rất là chè ở nhà đây. Vào đây thì có ướp xong là nấu. Đây đa kì đa tuy nhiên là ở kia tao bông tao bây đa nhiều lắm tu đủ có mẹ phó chán ấy. Ê tao mà nó tên đúng em hả tênh minh tù tênh vui hả. Tớ ơi, anh gia tình này, để bố ai có bố bút khả mai này, anh gia tình, ta bà mà theo, đang còn đây các bạn, đang còn đây, chưa hết, múc mai vẫn chưa hết đây, đang còn một tố nữa, mấy tên kia này, dạ, ta ơi, ơi chà, cù lê con này mấy theo, tiếp là cù lê này, mấy tên kia, đấy, canh chen ta đi, xa đi, xa đi. Mấy tên là hả? Cái mấy tên đen ai gì? Ai? Ta bay anh gì? Em ra gì? Ta bay hả? Hồi nó có bé bé gì? Nợ người nấu cá mà nó không nợ bạn ăn cơm chắc thịt với là bị đá. Ai gì? Gabi ní? Ta bay. Thì tôi phải làm mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Ok các bạn, mời các bạn ăn cơm cùng với anh em mình ăn trưa. Hả? Cô mẹ. Cô mẹ tôi cũng ăn pin đủ công căn này quy à nó quy à bọn này là chắc chắn là lần đầu tiên mà ngươi mới thưởng thức đấy các bạn lần đầu tiên cô mẹ pin đủ câu igua pin đủ kì Angola igua đâu igua hả cô mẹ mọi người thì ăn hỏi thưởng thức anh để hỏi mọi người có ăn có giọng ken tí đi quy ra đủ mũi tủ ken tí hả xe đạp bánh xe đạp bánh xe đạp bánh đấy đá bông mũi đuôi nọng mũi đuôi kem gì này bị này mình nậu trong ăn nóng lắm à, mũi đuôi kem này tôi đuôi có mẹ bánh này mọi người một đĩa thịt các bạn này à mọi người một đĩa cơm thịt bị đau ui dạ. Quý à bánh quý à minh tu nóng ghen tì ngon này ngon nè ngon mà đéo à có ra giá của mẹ đi ô tu đủ mệt nó ra giá của mẹ nó này lần đầu tiên mọi người ăn bì đảo các bạn. Ngon không? Gà bê? Gà bê hết rồi. Gà bê. Nhưng mà có ngồi phát ra hả? Đi qua bông bà ra.
Ừ. 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 Mình hỏi về làm hai tẹo là cái này có giọng mà bị là cái bị ngố mà người ta này không giọng. Cua mềm không? Được. Cá bì không? Cũng vô nha. Đây lại bánh em cá bì đang ở trong nồi các bạn. Cô bến. Đây. Đây em cá bì bữa nay thế. Cô bánh em cá bì các bạn em dùng thì vặn. Đây bánh em cá bì thì lại thằng ở trong nồi này ra luôn. Là chưa ai ăn hết. Này cá bì nha. Ta bê. Đây, ui giật thịt bị y đau rồi. Ui đôi, ui đôi. Vừa phân em bị cá bín vừa đẹp luôn các bạn. À ghi này, để bôi con me kìa. À, áo quả vũ khá ghi nhé. Dạ, mò nhiều, mò nhiều, con me mò nhiều vũ khá. Cuya bé. Cuya bé. Cuya bé. Tôi đùm em. Ok, nói em à. Ok. Mô nhiều. Ok. Này. Cô mày công an rồi với tụi cuy à? Với tụi đô gì? Hả? Với tụi đô gì? Con bi bi nụ. Ê, bi bi nụ cô mẹ. Mình tù. Ê, gì? Lấy ra gì hê? Cô mẹ phót ra. Con cát đi. Ê, gì? Cô mẹ. À bố. Cô mẹ bênh. Ừ. Cô mẹ thịt đó. Cái này cuy à? Cuy à. Thật lý cáp bê đê tù. Thịt dễ các bạn ạ. Cuy à bê. À bố. Cuy à bê. Cuy à. Hả? Cuy à bú ế. Cho bê bá chiêu à. Ngon hơn. Cuy à bê. Dạ bố. Đây, một nồi thịt, một nồi cánh nữa các bạn. Buổi trưa làm mệt nên làm người đĩa cơm thịt cánh này khỏe luôn. Ngon. Dễ ngon này. Rồi. Tôi đùa tao là ba bênh. Em có gì nhà mua tụi bênh. Ta tôi đùa cơm này hả? Thì cô ok, bạn trên đâu video mình cũng đã nói đấy. Thì hôm nay vào đây anh mình cũng qua vào xem mọi người làm việc như thế nào. Người cũng là mua một ít thịt các bạn. Cũng ở nhà trong được bị đáo đây các bạn. Thì mua một ít thịt vào hôm nay vào đây nấu cho mọi người bữa trưa. Thì bây giờ cũng để cho em Gabin các bạn. Em Gabin ăn ngồi ăn cơm cùng với mọi người. Thì video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, ý nghĩa, hãy cho anh em mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Đồng Bộ Lô Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Để anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay, cũng như giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn để mình nuôi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Dạ, tôi đủ cô mẹ á. Dạ. Các bạn bạn cô mẹ á. Ừ.